Cái củ này ấy, thì đặc điểm nó là độc tính rất là mạnh. Trong đông y nó coi như là cái vị thuốc độc bảng A. Chính vì thế mà người ta mới gọi đây là loại cháo độc dược nếu như dùng ấu tẩu để nấu cháo. Trước khi em chế biến nó nhá, thì anh tò mò một chút là em có bao nhiêu kinh nghiệm mà chế biến cái quả này rồi? Rất có thể đây là cái clip cuối cùng của tôi trước khi thưởng thức nó. Tôi sẽ ăn đây. Xin mời các bạn nhé. Các bạn thân mến, ở vùng cao núi đá Hà Giang vẫn lưu truyền rất nhiều những cái món đồ đặc biệt. Trong số đó thì phải kể đến là những cái bài thuốc của người đồng bào dân tộc. Thì ngày hôm nay Hoàng Nam đang có mặt tại Thôn Tha, một cái bản làng vô cùng xinh đẹp bên trên một cái triền đồi của đồng bào người Tày. Khi mà tới đây thì Nam nghe người ta truyền tai nhau rằng có một loại cháo gọi là cháo độc dược. Nếu mà ai mà không biết cách chế biến thì có thể nó có tác dụng ngược, do đó cái tên độc dược được phát huy. Tuy nhiên, nếu mà chế biến một cách tài tình thì có thể biến thành một vị thuốc cực kỳ là bổ dưỡng. Đó chính là cháo ấu tẩu. Không biết là các bạn đã nghe qua về cái tên món cháo này chưa? Nhưng mà bây giờ thì xin mời các bạn hãy cùng tôi vào trong Thôn Tha để xem là những cái người dân ở đây họ chế biến món đó như thế nào nhé. Chào em nhá. Dạ vâng, em chào anh. Em đang làm gì đấy? Em đang phơi thuốc anh ạ. À vâng. Thế tranh hỏi ở đây là thuốc gì em nhỉ? Vâng, đây là một số dược liệu trong bài thuốc khấu vài lèng anh ạ. Khấu vài lèng á? Dạ vâng ạ. À vâng. Tên nghe lạ nhỉ, cái tên đấy có nghĩa là gì em nhỉ? Vâng, dịch theo tiếng dân tộc Tày của em ở trên này ấy, khấu là cơm, vài là trâu, lèng là sức khỏe. Khi dùng bài thuốc này sẽ đem lại sức khỏe tốt, khỏe như con trâu rừng anh ạ. Vâng. Này, nhưng mà anh tò mò một chút là em bị sao ở mép ấy nhỉ? Vâng, hôm kia em dẫn anh em cùng nhau lên núi để thu hái thảo dược và hướng dẫn bà con trên này để thu hoạch dược liệu thảo dược ấy, thì chẳng may nó bị ong nó đốt. Thế về em gắp cái kim ong ra thì về sau sưng lên này. Thế còn để làm được một cái bài thuốc kháu vài lèng ấy thì mình cần bao nhiêu thành phần nhỉ em nhỉ? Bài thuốc thì phải cần gồm đủ 7 vị chính anh ạ. Thì mới nên một bài thuốc tốt. Thì như củ cây kháu vài lèng, dưới thân cây không đằng tiên. Ví dụ đây cái củ này, dưới thân cây kháu vài lèng rất là tốt anh ạ. Ừ. Trong quá trình thì em ở đây là có các chủ các bác này là đi rừng. Thì về mình sẽ hướng dẫn các chủ các bác ở đây là băm thái lát ra. Sau đấy thì phơi khô, thì mình sẽ lên đây thu hoạch và lấy về mình còn qua công đoạn là sơ chế nữa anh ạ. Ừ. Thì nó mới thành bài thuốc tốt được. À. Đối với dạng thuốc rượu thì mình ngâm sau một tháng thì bắt đầu mình sử dụng dần dần. Thì trong quá trình dùng thì sẽ đem lại hồi phục sức khỏe, giúp cho nó bền bỉ dẻo dai hơn. Tức là như vậy là cả xóm phải uống thì cả xóm mới vui chứ đúng không? Dạ vâng. Chứ không phải là một người uống mà cả xóm vui thì vâng, hơi bị kinh khủng đấy. Dạ vâng ạ. Thế thì chắc là anh muốn tìm hiểu về cháo ấu tẩu trước ấy. Thì dạ có vâng. Gì em hướng dẫn anh có như cũng như là chế biến cho anh một phần đi. Không có gì trong lúc đấy thì anh sẽ thử cái rượu kháu vai lèng của mình xem như nào nhá. Dạ vâng ạ. Vâng. Thế bây giờ mình bắt đầu thôi. Dạ vâng, em mời anh lên nhà ạ. Ồ, cái nhà sàn của mình đẹp dạ vâng. Quá nhỉ. Đồng bào người Tày thì vẫn có cái tập quán là làm nhà sàn các bạn ạ. Rất là đẹp. Và ở đây mặc dù khá là gần thành phố nhưng mà tôi thấy cuộc sống vẫn còn giữ những cái nét mà theo cái phong tục truyền thống của họ. Đây này, đặc biệt đây này, là nhà nào cũng có một cái ao nho nhỏ nhá. Nước thì lấy từ suối liên tục, do đó là nước sạch và sẽ nuôi được cái loài cá ở người dân ở đây thì gọi là cá bỗng, nhưng mà ở Thanh Hóa đấy người ta sẽ tôn thờ loài cá này gọi là cá thần. Ở đấy cá ở Thanh Hóa thì các bạn biết là nó nhiều, còn ở đây thì người ta lại chế biến món ăn đó. Thế rất là kỳ lạ, mỗi một nơi lại có một cái định nghĩa, một cái khái niệm riêng. Ô, chào em nhá. Vâng, chào anh. Em đang làm gì đây? Em đang định đồ xôi anh. Đồ xôi à? Vâng. Xôi này gạo gì mà nó vàng thế hả em? Gạo nếp cái anh ạ. À, nếp cái. Em ngâm nghệ. À,
ngâm với nghệ thì nó mới vàng như này đúng không? Ừ. Nhưng mà tại sao mình nghệ làm xôi nhiều này nhở? Hay là hôm nay có lễ gì hay là mình đãi khách hay như nào? Cái này bình thường làm chế thôi. Cứ làm để ăn thôi à? Ôi, vâng. Các bạn thấy tôi hơi ghen tị mấy cuộc sống đây đấy các bạn ạ. Bởi vì mọi người bây giờ ăn uống rất là ngon. Và đấy như thế này, cá trên ao cá ngay phía trước. Còn bình thường thì ăn cơm nếp, đồ xôi này, gọi là đồ xôi em nhỉ? Đồ xôi với cả nghệ. Cái này thì vừa đẹp nhưng mà lại vừa tốt cho dạ dày nữa đúng không em? À, như vậy là đồng bào người Tây ở trên này họ rất là biết cách sử dụng cái nguyên liệu từ thiên nhiên để hỗ trợ cho sức khỏe của mình. Không biết là tí nữa mà chín thì cho anh xin một bát nhá. Anh ăn được bao nhiêu thoải mái luôn này. Ăn được bao nhiêu thoải mái luôn à? Không chỉ một bát thôi đúng không? Chỉ sợ anh không ăn được. Yên tâm anh tốt bụng lắm. Thế à? Rồi anh cảm ơn nhá. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào nhà nào. Oh, tôi nghĩ rằng đây là một gia đình có điều kiện rồi các bạn ạ, bởi vì cái nhà sàn rất là to và ấm cúng luôn. Chào chào các bác. Vâng, em chào anh ạ. Bác. Chào cả cháu. Bác năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 79 luôn. 79 gần 80 rồi. 80. Ôi. 80. Mà trông bà rất là minh mẫn, khỏe mạnh nhá. Bà đẹp, rất là đẹp lão bà. Đây là cháu hay là chắt hả bà? Chắt à? À. Thế là mọi người ở đây kiểu bốn thế hệ ở với nhau. Đấy. Vâng. À, bốn thế hệ ở trong một ngôi nhà thật nào to thế. Mà nếu mà mọi người kiểu khỏe mạnh ý, thì sẽ có cái cơ hội mà có cái niềm vui bên gia đình, bên con cháu. Cụ ngồi đan lưới mà như thế này mắt cụ là phải tinh ấy nhá. Đấy, mắt tinh bây này. Bây giờ trước thì vẫn đeo kính đấy, bây giờ không cần đeo kính nữa. À. Đấy, mắt tự sáng rồi. Mắt tự sáng? Ừ. Nhưng mà bí kíp gì mà mình lại hồi xuân lại thế hả ông? Chả biết thế nào lắm. Trước thì cơ sau hơn 60 thì phải đeo kính cơ. Bây giờ không cần đeo kính nữa. Đây này các bạn này, là xem mắt cụ phải rất là tinh cũng như là tay phải là dẻo thì mới có thể là đan được những cái lưới đánh bắt cá như này. Đây rồi, anh bạn, em là Mạc Văn Minh nhỉ? Dạ vâng ạ, em là Mạc Văn Minh ạ. Đây là cái củ ấu tẩu đúng không em? Dạ vâng, đây củ ấu tẩu anh ạ. À. Qua quá trình mình phơi khô rồi thì cái củ này ấy, thì đặc điểm nó là độc tính rất là mạnh. Trong đông y nó coi như là cái vị thuốc độc bảng A. Vâng. Nhưng mà mình biết sơ chế, biết bào chế ấy, thì thành làm một thuốc bổ rất là tốt, rất là bổ dưỡng. Này nhưng mà nhá, trước khi em chế biến nó nhá thì anh tò mò một chút là em có bao nhiêu kinh nghiệm mà chế biến cái quả này rồi? Em củ này ấy. Vâng. Tính đã được cũng 4 năm nay rồi anh ạ. Em thường cùng các bác với anh em vẫn thường hay dùng củ ấu tẩu để nấu cháo, hầm với móng giò để bồi bổ sức khỏe trong quá trình mình đi thu hái dược liệu về. Đấy, em phải nói thế thì anh mới yên tâm. Em bởi vì nó có nhiều độc tố ấy mà. Kiểu mình mà mới làm tay nghề non ấy là có khi là đây là bữa ăn cuối cùng của mình chăng? Thì là thôi 4 năm thì anh tin tưởng rồi. Vâng, để mà kiểm tra được củ nó đạt được cái chất lượng mình sử dụng thì mình sau khi nấu qua 4-5 tiếng thì mình cho vào đầu lưỡi cảm giác nó không còn tê nữa, cái củ nó bở ra hết rồi thì mình pha với cháo mình sử dụng là ngon anh ạ. Xong mình hầm với cháo một thời gian nữa. Tức là bạn Minh này đã qua một cái bước là phải thử trước khi mình cho vào cháo đúng không? Dạ, vâng. Là thử bằng lưỡi. Dạ, để vâng. Xem là nó hết cái độc tính chưa đúng không? Nó vâng. Hết cái tính, tức là những cái yếu tố mà xấu cho món ăn đấy. Thì cái củ ấu tẩu này nhá, nhìn qua thì giống như củ ấu ở dưới xuôi nhỉ? Nhưng mà củ ấu thì là nó sống ở trong những cái vùng đất lầy. Còn ở đây thì nó sống ở trên đá đấy các bạn ạ. Chính vì thế mà nó nhìn giống nhau nhưng thực ra nó khác hẳn nhau hoàn toàn luôn. Nó gần như là không liên quan gì đến nhau.
Thì cái này bây giờ là mình sẽ bắt đầu chế biến đi nhỉ? Dạ vâng. Cái củ này mình sẽ cho vào nước nóng mình ngâm. Sau đấy được 15-20 phút thì mình sẽ lấy ra mình thái và đem mình rửa sạch cho vào nồi mình ninh với móng giò. Anh bảo này, trước đây thì đã có vụ tai nạn nào mà chết người liên quan đến củ ấu tẩu rồi chưa nhỉ? Từ xưa nay thì cũng có một số vụ rồi. Anh nghe nói là có một vụ là cái củ ấu tẩu này là không chỉ nấu cháo mà với người dân ở trên vùng cao miền núi họ hay ngâm rượu để chữa cái bệnh xương khớp đúng không? Dạ vâng, chính xác anh ạ. Ở trên em thì người đồng bào như người Tây, người Mông thì trong quá trình là đi lao động này, làm nương giấy, bởi vì trên em thì chủ yếu là rừng núi đá là nhiều, va đập thì chắc chắn là phải nó sẽ bậm vết bầm tím rồi, thì dùng cái củ ấu tẩu này thì kết hợp với một số vị thuốc khác nữa thì ngâm với rượu dùng xoa bóp ngoài rất là tốt. Đối với những tê bại chân tay, đau nhức cơ xương khớp thì sử dụng hiệu quả lắm. Chính vì vậy mà tôi đọc ở trên báo ấy là có một số vụ là người ta nhìn thấy cái chai ngâm cái này này, cái thuốc, thứ đấy là thuốc mà tiện đi uống vào, thế là không cứu được. Đã có vài trường hợp như vậy rồi, đặc biệt là phải tránh xa cái sự chú ý của trẻ con, cái bàn tay của trẻ con, cái này là ai mà ngâm rượu này là phải cất ngay đi. Chính vì thế mà người ta mới gọi đây là loại cháo độc dược nếu như dùng ấu tẩu để nấu cháo. Thì tôi cũng phải tìm hiểu kỹ trước khi mà thưởng thức cái món ăn này. Thì tôi chắc bây giờ anh em mình đem chế biến đi. Dạ vâng. Món cháo ấu tẩu ngày xưa thì người ta làm đơn giản lắm, chỉ cần là gạo nếp rồi với ấu tẩu thôi. Nhưng mà bây giờ thì đã có một chút cải biến để ngon hơn. Đó là cho thêm, đây các bạn, thịt xương này và rất nhiều cái gia vị khác. Đây là ao nhà mình hả chú? Đúng rồi. À, mình những cái con cá bỗng này là mình đã nuôi được ở đâu chứ ạ? Con bỗng này thì có con thì cũng phải hơn chục năm. Ôi, hơn chục năm à? Chúng năm này nó to nhờ chứ nhờ. Đây à? Ô đây này. Đây. Cái con này phải to bằng bắp. Ui ui. Các bạn ơi, nó phải to bằng bắp đùi tôi này. Đây này. Con này là theo mọi người nói là nuôi chục năm, tức là ở đây nhá là người ta nuôi cá như kiểu là nuôi nuôi chó, nuôi mèo ở trong nhà ấy. Cũng có một cái điều kỳ lạ là mình lại không bán đúng không ạ? Không bán. Mình gọi là nuôi để cải thiện thôi. À. Tức là nếu mà đã là người đồng bào Tày gốc ấy thì là họ không bán những cái loài cá này cho người lạ để chế biến món ăn mà chỉ để trong gia đình mình thôi. Đây là cái cây này là cây này cây gì bà nhỉ? Chắc cây cái họng cổ. À. Bà không biết. Bà đang muốn một người dịch ra. Bà không biết tiếng. À. Bà Tây thiên Tây là bơ phán. À. Làm bánh à, bánh gai à. Bánh gai. À, đúng rồi. Đây cái lá này là làm bánh gai. Thế còn cái cây này? Cái cây này làm vượt cá đấy. Làm vượt cá. Hay nhỉ. Không biết là đêm bà sẽ làm như nào để như nào mình đan thành một cái vợt á. Để đi bắt cá. Bắt cá ở suối hay là ở đây? Ở đâu cũng được. Ở đâu cũng được á? Bắt cá, bắt bèo. Tức là bà bóc cái vỏ, cái cây gai này ra này. Xong bà chuốt để lấy những cái sợi ở trong đấy. À. Xong mình phơi à? Hay nhờ. Xong người ta sẽ lấy cái này, người ta đan thành cái vợt bắt cá. Thế nhà mình có cái vợt nào mà làm từ cái này không bà? Có. Có à? À đâu con xem được không? Cái vợt kia? Đâu cháu xem ạ? À. À. Cái này chính là làm từ cái sợi đấy ạ. Đây. À. Ôi tôi bất ngờ luôn các bạn ạ. Lúc đầu tôi cứ nghĩ đây là một cái chất liệu kiểu nhân tạo ấy. Mà có nhiều cái ni lông, nhiều chất ni lông. Không ngờ rằng là cái vợt mà trông cực kỳ chắc chắn như này lại là làm từ cái vỏ của cây gai. Vỏ thân cây gai. Ồ, chắc cực luôn. Là cái củ ấy có cứng không hả em? Cứng anh ạ. Sau mình ngâm nước 15 phút thì mình sẽ thái mỏng ra. Để sau khi mình ninh dừ ấy thì nó sẽ đảm bảo hơn anh ạ. À các bạn nhá, lúc đầu là tôi nghĩ rằng là cái củ ấu tẩu này
là nó chỉ là cái lớp vỏ, xong ở trong nó là một cái nhân giống như kiểu là củ ấu ở dưới xuôi ấy, nhưng mà không phải đâu, nó đặc luôn này, nó như kiểu là một cái thân gỗ ấy. Đây để tôi cho các bạn xem. Đây này, nó như kiểu là một cái miếng nấm hay là một cái thân gỗ gì vậy, là nó liền luôn, tức là cả một cái củ này là liền khối như này hết, chứ không phải là một cái vỏ cứng còn ở trong là cái nhân nhân bùi đâu. Cái mùi của nó mình ngửi thôi là mình thấy ngay là một cái vị thuốc rồi, mùi nó rất là dễ chịu của núi rừng ấy. Đây cũng chính là một cái mùi mà đặc trưng cho cái cháo ấu tẩu. Và một cái vị nữa đó là đắng đắng đúng không em? Vâng, vị hơi đắng đắng anh ạ. À. Các bạn thấy chưa, số tôi đúng là số hưởng. Khi đến đây là chỉ mong được thưởng thức cháo ấu tẩu thôi, nhưng mà không ngờ lại đúng vào cái dịp mọi người đổ xô này, cũng như là làm rất nhiều những cái món ăn này. Cháu cũng không biết rằng là hôm nay là ngày lễ gì, hay là vì cháu đến mà mọi người làm món ăn. Hôm nay là mùng 3 tháng 3 anh ạ. Lúc nào mình cũng ăn ngon như này à? Lúc nào mình thích ăn thì làm. À, tức mọi người bảo là cứ thèm thì làm thôi, thích thì làm thôi, cũng không phải là ngày đặc biệt gì cả. Đấy, các bạn thấy mọi người trên này ăn ngon không? Nhưng mà chẳng biết có ngon không. Ngon đấy ạ. Ôi này, cái cách đồ xôi của họ cũng rất là đặc biệt nhá, là mình cho lên một cái chảo nước cô nhờ. Chảo nước, xong rồi cho cái chỏ này lấy xôi vào trong. Vâng, cái chỏ thì làm bằng gỗ, tức là bình thường thì chúng ta có cái chỏ mà bằng những cái chất liệu về kim loại ấy, thì là kim loại cô không được mua. À, cô không thèm mua luôn bởi vì nó không ngon. Toàn làm cái này, cái này ngon hơn, chính cái kia nó kiểu nó ép nó chín, nó không được mềm như thế này. À, cô bảo cái kiểu kia là kiểu chín ép, kiểu mà cô đã thử rồi và thấy là không ngon, mà từ đấy là gần như người trong bản thôn tha của mình là không dùng cái loại chõ bằng kim loại luôn, chỉ dùng bằng gỗ. Ngày xưa ấy thì các cụ ở đây, ở trên bản làng người Tày em ấy, trên cao nguyên Hà Giang, trước đây ấy thì không có cái quần nó đẹp như bây giờ, thì mặc cái quần nó rộng rộng, mà các bác thì chắc chắn là không có mặc quần xịp rồi. Mà khi sử dụng ấy, ngày đầu tiên thì người ta sẽ cho các bác sử dụng uống thì nó thấy bình thường. Ngày thứ hai đến ngày thứ ba ấy, thì bắt đầu nó có công hiệu, có tác dụng tốt. Thế là các bác lại uống rượu say thì có thể lúc ngủ ở tại nhà gia đình. Thế nhiều bác thì có những bác nó vâng củ ô thức lên. Thế là được các chị em xung quanh đấy được một cái fan cười, nó là rất là vui. Ngoài ra thì các cụ còn có những câu là để cho nó để hay bên ví bài thuốc ấy, thì như đêm 7 ngày 3 này, và ra không kể, gọi là ra như địa khỏe châu rừng. Như bản thân em là cái người mình cũng làm thuốc, làm dược liệu trong quá trình sử dụng ấy, thì đối với cơ địa như em khỏe thì em cảm thấy rằng là tầm độ 2 đến 3 ngày là em cảm thấy nó có rào rực và nó căng hơn trước rất nhiều. Đấy. Sau một thời gian chờ đợi khá là lâu để có thể ninh nhừ cháo, đặc biệt là ninh nhừ ấu tẩu để cho tất cả những cái chất nó có thể là hòa quyện vào với cháo cũng như là thịt, thì các bạn có thể thấy rằng là cháo đã chuyển sang một cái màu nâu cánh gián rất là sánh và ngon. Thực ra là để cháo thì như này là cũng là ăn rất là ngon rồi, nhưng mà để tăng thêm hương vị thì bây giờ mọi người đã sáng chế thêm, đó là thịt băm này. Đây các bạn này, thịt băm này, băm rất là nhuyễn. Đấy, thì khi mà ăn ấy thì nó sẽ tăng thêm cái vị ngọt của thịt và nó hạn chế được cái phần nào vị đắng nhâm nhẩm của ấu tẩu. Nó vẫn có một chút đắng để tạo hương vị riêng. Còn đây là hành và một số loại rau thơm cho vào. Đấy, như vậy là một bát cháo ấu tẩu đã khá là đủ đầy rồi. Đây, con mời ông ạ. Đấy, con mời bà. Thôi. Dạ.
cháu cơ. Em mời anh dùng ba chậu ớt tổ. À đây. Mời em. Đây. Rồi, cảm ơn anh. Này em. Vâng. Các bạn biết không, khi chúng tôi đến thì mọi người ở trong nhà lại quyết định sẽ nấu thêm rất nhiều những món ăn khác để đãi đoàn. Đó, do đó thì nhưng mà các cụ thì đói rồi nên là chúng tôi thì xin phép được nhấm trước, thưởng thức trước một chút, thì trong lúc đó thì lát nữa thì sẽ mời mọi người sau. Trước khi thưởng thức món cháo được người dân Hà Giang gọi rằng là cháo thuốc độc này thì tôi muốn nói một lời, rất có thể đây là cái clip cuối cùng của tôi trước khi thưởng thức nó. Tôi sẽ ăn đây. Xin mời các bạn nhé. Đây, ăn bằng cùng nhau đi. Ông ạ. Tôi thấy là cháo ấu tẩu với cả rượu kháu vài lèng đúng là như một cặp bài trùng vậy. Nó đều là những cái hương vị rất là mạnh mẽ từ tự nhiên, từ thiên nhiên. Nếu như mà rượu thì như tôi nói là có một cái vị chan chát ở khoang miệng. Nhưng mà ăn thêm cháo ấu tẩu vào thì nó lại cái vị hơi đắng đắng, nó nhâm nhẩm đắng. Thì đây đều là những cái hương vị rất là tự nhiên. Và chúng đều là những cái mà giống như là dân gian nói câu ấy, là thuốc đắng dã tật. Đấy, những cái loại mà có cái vị mà nó mạnh này thì thường là thuốc bổ. Đó là lý do mà vì sao mọi người cố gắng để biến một cái loại củ mà độc như vậy, có nhiều cái tính độc như vậy để trở thành một cái loại có thể ẩm thực được. Con xin mời mọi người nhấm một chút rượu để xem hương vị thế nào để thưởng thức trước. Đấy. Đây con xin mời ông bà. Nào. Vâng, con mời ông bà ạ. Vâng. Mình có rô của bà. Vâng. Rô nhá, hay rô đi ông. Rô nè. Một, hai, ba. Rô. Con mời ông ạ. Con mời anh. Con mời ông bà. Bà. Mời mọi người. Thế nào không? Cái rượu này thì nó có cái vị rất là đậm. Rất đậm nhưng mà nó lại không quá gắt. Khi chúng ta uống xong thì có một cái vị chan chát. Vâng. Nó đọng lại ở miệng. Rất là mình cảm nhận được ngay là được ngâm bằng những cái loại cái cây thuốc hoặc những cái loại thuốc mà lấy ở trên rừng ấy. Cũng như cái sản phẩm khó vài lèng này thì trong quá trình là mình tư vấn phục hồi chức năng cho mọi người và cũng là dùng để bồi bổ sức khỏe, thì quá trình là được các bác các chú đón nhận rất là rộng rãi đi khắp mọi miền. Đến nay thì sản phẩm cũng đã có được giấy chứng nhận là bài thuốc gia truyền và được Trung tâm Y tế tỉnh Hà Giang, Viện Y học cổ truyền là chứng nhận là bài thuốc có đạt được hiệu quả rất là cao. Đây, sản phẩm em cũng đã được đóng túi rất là quy cách, là hút chân không, rất đảm bảo. Hút chân không ở đấy là cái dược liệu là trong, bởi vì trong thang thuốc kho bài lèng này có gồm có 7 vị chính thôi. Để mà kiếm đủ 7 vị cũng là rất là khó khăn. Có một số vị đặc thù nó sống ở độ cao tầm 800m đến 1500m trở lên thì mới tìm được. Thế nên quá trình đấy mình phải vận dụng tất cả những bà con, những người chuyên đi rừng để mà thu hái thảo dược, dược liệu. Cho đấy qua quá trình là lựa chọn này, phơi băm nhỏ này, phơi sấy, như anh hôm nay cũng qua nhà cũng thấy là em cũng phải bảo các bác là trong quá trình đấy là băm nhỏ phơi sấy ở đấy thì mình về mình còn phải qua quá trình nữa, mình là sao sấy nữa thì mới bốc thành thang thuốc này được. Thang thuốc sau khi bốc thành thang mình hút chân không thì cũng đóng túi quy cách đầy đủ, có mã QR code, có địa chỉ rõ ràng, có số điện thoại. Cách đây tháng 7 năm ngoái, trước tháng 7 năm ngoái thì em cái sản phẩm này cũng bị làm giả trên thị trường rất là nhiều. Vâng. Chứng tỏ là cái tiếng tăm của nó đã vang xa rồi đúng không? Dạ vâng ạ. Và mới bị làm giả. Vâng. Như em được truyền lại cái bài thuốc này thì em được cụ Mạc Tiến Lâm, cụ là cũng một lang y cũng có tiếng rồi, thì cũng quá trình là cụ đi khám chữa bệnh nhiều nơi. Thế thì về sau thì cụ sau khi truyền lại cho em thì cụ cũng có là nhấn mạnh với em rằng là muốn được dược liệu tốt, thuốc tốt thì hãy lên Thanh Đức Thanh Thủy tìm dược liệu. Thế thì em cũng tò mò rằng là không biết là trên đấy như nào, nó là ra sao, và mình cũng là ở dưới xa cách hơn 7-80 cây nữa. Đấy. Thì cũng nghe ông kể rằng là
năm 1973 là trước khi chưa xảy ra cái sự kiện ấy thì ông có lên học ở tỉnh đoàn Hà Giang. Thì ông đi cùng với ông Cáng, ông Thanh, ông Sòng, người Hoa Kiều ấy. Thì ông thu hái thảo dược ở trên đấy, ông phát hiện ra cái dược chất dược tính của bài thuốc khâu vôi lành ở trên đấy nó rất là tốt, cái dược tính rất là mạnh. Thế sau đấy thì ông dùng bào chế và phủ chức năng nhiều người có hiệu quả. Sau đấy ông truyền lại cho em đến bây giờ. Thì qua quá trình sau từ năm 2014 em được truyền lại bài thuốc đến bây giờ là em cũng phủ chức năng cho nhiều người, cũng đem lại hiệu quả rất là tốt, đạt kết quả rất là cao. Cũng có người đạt tầm 90%, nhưng mà có bác thì cũng chưa được lắm, thì mình cũng hướng dẫn làm sao cho các bác là tìm một cái phương pháp tốt hơn. Đấy, thì cũng rất mong muốn là anh em cũng ủng hộ và được sử dụng cái sản phẩm và có lời phản hồi tốt đến với Mạc Minh, và Mạc Minh sẽ căn cứ vào đấy mà mình sẽ tư vấn cho nhiều người tốt hơn nữa. Và ngày hôm nay tôi rất là may mắn khi mà được tới thăm gia đình của một người đồng bào dân tộc Tày và được thấy cái khung cảnh sinh hoạt của họ, những cái phong tục tập quán, và được thưởng thức những món ăn tuyệt vời như này. Thì rất là cảm ơn Mạc Văn Minh, cảm ơn em nhé. Anh nghĩ rằng là những cái hay ho của người đồng bào mình ý, thì em nên giới thiệu cho mọi người ở dưới xuôi biết tới. 2, 3, 2, 3, 4.